Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn giáo dục công dân. Để việc học đạt hiệu quả tốt nhất, chúng ta cần chuẩn bị tốt trước khi vào học. Hãy để mọi thứ các em cần trong tầm tay mình. Hãy đảm bảo các em đã sắp sẵn đồ dùng cần thiết trước khi tiết học bắt đầu. Chuẩn bị vở ghi, giấy nháp, bút và bất cứ đồ dùng nào khác mà các em cần để dễ dàng theo dõi bài học. Chú ý lắng nghe và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của giáo viên để hiểu bài tốt hơn. Thực hiện đầy đủ phần hướng dẫn về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài đầu tiên trong chương trình công dân lớp 6. Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trong thời gian 3 tiết các em nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu những thuật ngữ có trong bài. Ở trên màn hình cô đã trích dẫn phần giải thích thuật ngữ trong sách giáo khoa. Gia đình là một nhóm người chung sống và gắn bó với nhau dựa trên quan hệ hôn nhân, huyết thống, thường gồm có cha mẹ và con cái. Dòng họ là những người có cùng huyết thống, bao gồm các thế hệ nối tiếp nhau. Truyền thống là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của một cộng đồng. Nó bao gồm những đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống và ứng xử được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta sẽ bước vào hoạt động đầu tiên, hoạt động khởi động. Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ. Chúng ta có thời gian 1 phút để trả lời cho câu hỏi này. Mình sẽ ghi cái câu trả lời của mình ra giấy nháp các em nhé. Thời gian 1 phút bắt đầu. Hết, các em hãy theo dõi đáp án của cô xem có trùng khớp với câu trả lời của mình không nhé. Hình ảnh số 1, truyền thống hiếu học. Truyền thống dệt vải. Truyền thống làm gốm. Truyền thống yêu nước. Như vậy, ở phần khởi động, chúng ta sẽ có các nội dung sau. Các em hãy chú ý hình ảnh bàn tay cầm viết. Khi nhìn thấy hình ảnh này, chính là chúng ta sẽ ghi nội dung bài này vào trong tập. Qua phần khởi động, chúng ta thấy gia đình dòng họ có rất nhiều truyền thống tốt đẹp. Vậy thì việc làm nào của chúng ta thể hiện chúng ta biết giữ gìn, phát huy và tự hào về những truyền thống này. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở hoạt động tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Hoạt động khám phá. Đọc thông tin. Phần thông tin thứ nhất. Nam lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học.
Nam rất tự hào về sự nỗ lực học tập, nói được nhiều ngoại ngữ của bố, trí nhớ về các tác phẩm văn học và sự tự rèn luyện, đọc thơ, diễn cảm của mẹ. Hôm nay, nhận được giải thưởng thuyết trình xuất sắc nhất bằng tiếng Anh, Nam cảm ơn bố mẹ và thầy cô trong niềm hạnh phúc. Chúng ta cùng theo dõi trên màn hình để trả lời những câu hỏi của cô nhé. Truyền thống gia đình của bạn Nam là gì? Đó là truyền thống hiếu học. Nam tự hào về vấn đề gì? Nam tự hào nhất về sự nỗ lực học tập, nói được nhiều ngoại ngữ của bố, trí nhớ về các tác phẩm văn học và sự tự rèn luyện, đọc thơ, diễn cảm của mẹ. Vậy thì Nam đã làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dòng họ mình? Nam đã cố gắng học tập và đã nhận được giải thưởng thuyết trình xuất sắc nhất bằng tiếng Anh. Phần thông tin số 2. Hai chị em Hà sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng bố mẹ luôn yêu thương, dạy bảo hai chị em Hà hết lòng. Không chỉ như vậy, bố mẹ Hà luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con xóm giềng, noi gương ông bà, bố mẹ. Hai chị em Hà luôn sống chan hòa, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Vì vậy, từ người già đến trẻ nhỏ trong xóm, ai cũng quý mến gia đình Hà. Câu hỏi thứ nhất, truyền thống gia đình nhà bạn Hà là gì? Đó là truyền thống yêu thương, giúp đỡ người khác. Hà tự hào về vấn đề gì của gia đình mình? Hà tự hào về tấm lòng, sống chan hòa, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ người khác của gia đình mình. Hà đã làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình? Hà đã sống chan hòa, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ người khác. Phần thông tin số 3. Gia đình Khuê nhiều đời nay đều làm nghề mộc và kinh doanh đồ gỗ. Những sản phẩm bằng gỗ luôn có sức hút rất lớn đối với Khuê. Khuê thường dành thời gian rảnh rỗi ở xưởng mộc gia đình để học hỏi thêm về nghề của ông cha. Khuê mong sau này sẽ thi đỗ vào ngành điêu khắc để có thể phát huy hơn nữa truyền thống của gia đình. Hỏi thứ nhất, truyền thống gia đình của bạn Khuê là gì? Đó là truyền thống làm mộc và kinh doanh đồ gỗ. Khuê tự hào về vấn đề gì? Khuê tự hào về nghề mộc và kinh doanh đồ gỗ của ông cha mình. Khuê đã làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dòng họ mình? Khuê thường dành thời gian rảnh rỗi ở xưởng mộc gia đình để học hỏi thêm về nghề của ông cha. Khuê mong sau này sẽ thi đỗ vào ngành điêu khắc để có thể phát huy hơn nữa truyền thống của gia đình. Và để hình dung lại phần thông tin thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trên màn hình. Phiếu bài tập của cô đã được hoàn thiện. Như vậy, gia đình bạn Nam thì có truyền thống hiếu học, gia đình bạn Hà có truyền thống yêu thương, giúp đỡ người khác, gia đình bạn Khuê thì có truyền thống làm mộc và kinh doanh đồ gỗ. Mỗi gia đình đều có những truyền thống tốt đẹp, có giá trị được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và các bạn ở trong phần thông tin của chúng ta đều rất tự hào về những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình, có những cái việc làm để giữ gìn và phát huy những truyền thống đó.
Qua phần tìm hiểu thông tin thì chúng ta có thể hình dung được truyền thống gia đình dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình dòng họ đã tạo ra, được lưu truyền, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và tự hào về truyền thống gia đình dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình dòng họ đã tạo ra. Phần khám phá, các em có thể ghi những nội dung sau. Để có cái nhìn thực tế hơn về những truyền thống của gia đình dòng họ, các em cùng theo dõi trên màn hình đoạn clip ngắn sau. Giữa nhịp sống hối hả của đời sống hiện đại, dường như các làng nghề tại Việt Nam ngày càng mất dần đi nét đặc trưng vốn có. Thế nhưng, chỉ cách Hà Nội 13 km về phía đông nam, một ngôi làng trải qua biến thiên của thời gian vẫn giữ được những nét cổ kính, thanh bình cùng nét nghề quý, đó là làng gốm Bát Tràng. Gốm Bát Tràng có mặt trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí cả các sản phẩm Bát Tràng có xuất hiện cả ở nước ngoài. Làng gốm Bát Tràng không chỉ là nơi làm nên một thương hiệu mang tính quốc gia, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa của thủ đô, mà còn là một trong những điểm du lịch ở Hà Nội được nhiều người yêu thích. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời Lý, khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Năm dòng họ làm nghề gốm nổi tiếng ở làng Bồ Bát, huyện Yên Mô, phủ Xuyên Yên, nay thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là Trần, Vương, Nguyễn, Lê, Phạm đã quyết định đưa các nghệ nhân làm gốm và gia đình rời làng di cư về kinh thành Thăng Long để tìm đất lập nghiệp. Đến Bạch Thổ Phường thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, nay là xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nơi có nguồn nguyên liệu quý để làm đồ gốm là đất sét trắng. Năm dòng họ đã kết hợp với dòng họ Nguyễn ở đây mở lò sản xuất gốm, lập nên làng gốm Bát Tràng. Anh biết thì cái làng gốm này có lịch sử từ thời Lý tức là rất lâu rồi. Đúng rồi. Và anh cảm thấy là ở đây thì vào đây thì chúng ta có thể là tìm thấy được những loại đồ gốm kể cả truyền thống, những màu sắc thô sơ và bên cạnh đó cũng những cửa hàng như này thì cái đồ gốm của nó vẫn rất là tinh xảo đó. Nghĩ là về cơ bản là làm gốm khá là khó vì sẽ còn liên quan đến chất liệu rồi chọn loại đất. Bên cạnh đó là màu sắc nữa. Em nghĩ chắc là hay anh em mình thử trải nghiệm một cái làm gốm này. Anh cũng rất muốn thử bởi vì là anh cũng tò mò là không biết là hồi xưa từ thời xa xưa thì cái người ta làm gốm như thế nào. Và cái liệu mà cái làm gốm thủ công đó nó có khác gì với cái cách làm gốm như bây giờ hay không, mình cũng đi thôi. Trải qua bao thăng trầm nghề nghiệp, có lúc hưng, lúc suy, nhưng Bát Tràng vẫn giữ vững được nghề và có những nét độc đáo riêng biệt. Trước kia ở Bát Tràng có khoảng 20 chiếc lò bầu, nhưng đến nay chỉ còn duy nhất một chiếc, đó là lò bầu cổ. Nằm ở trung tâm xã Bát Tràng, cơ sở gốm lò bầu cổ đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm cho nhiều du khách.
Để tạo ra được những sản phẩm gốm cao cấp, nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ, mà bước đầu tiên chính là chọn đất sét, tiếp đó là xử lý pha chế đất, phơi sấy và sửa hàng mộc. Đó mới chỉ là công đoạn 1. Công đoạn 2 là trang trí hoa văn và phủ men, gồm kỹ thuật vẽ, chế tạo men, tráng men, sửa hàng men. Bước sang công đoạn 3 là nung gốm. Kinh nghiệm làm gốm được các nghệ nhân Bát Tràng đúc kết trong câu nhất xương nhì ra, thứ ba đến lửa. Ai từng ghé thăm Bát Tràng đều muốn được trực tiếp bắt tay vào làm gốm, quay đất và mang chính sản phẩm mình làm về nhà. Là rất là khó đúng không? Tại vì là anh thấy những người nghệ nhân á, nhìn vào thì họ xoay, họ làm rất là dễ dàng. Mình cũng nghĩ rất là dễ. Không? Anh cũng đang nghĩ như vậy, cho đến khi mà anh làm ra một sản phẩm nó như thế này. Em nghĩ là mình cần phải có thêm thời gian để mình sẽ luyện nhiều hơn nữa. Và chắc là em sẽ hẹn anh Phương và các bạn trong một ngày gần đây quay trở lại Bát Tràng để mình sẽ cùng làm nên những cái tác phẩm mới đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn. Chắc chắn lúc đó là anh sẽ phải luyện tay nghề nhiều hơn để làm những sản phẩm đẹp hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của tạp chí Wanderlust. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Sau khi xem, chúng ta có thấy yêu hơn về một truyền thống của Việt Nam mình không? Vậy là tiết học đã kết thúc. Chúng ta sẽ có những cái nội dung cần tìm hiểu về nhà như sau. Các em sẽ học thuộc phần 2 La Mã, một nhỏ khái niệm. Xem trước nội dung tiếp theo của bài và tìm hiểu thêm về một số truyền thống của Việt Nam mình cũng như là một số truyền thống của gia đình chúng ta.